Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người và tiếp tục đồng hành cùng với mọi người trong series Ở Nhà Kể Chuyện cùng Cổn TV. Rất cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với Nhung trong cái series Ở Nhà Kể Chuyện của Cổn TV. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà mọi người đã like và subscribe kênh của Nhung. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến tập 8 của series Ở Nhà Kể Chuyện cùng Cổn TV mọi người nha. Ngày hôm trước thì Nhung đã gửi đến mọi người một câu chuyện về các cái vong linh ở trong nhà trọ. Cảm ơn mọi người đã like cái video này. Mọi người thân mến, thì tiếp theo ngày hôm nay Nhung sẽ lại tiếp tục gửi đến cho mọi người những câu chuyện mà mọi người đã gửi về. Nó gửi về thì không đúng lắm, bởi vì câu chuyện này là câu chuyện mà mấy bạn đã kể trực tiếp cho Nhung nghe luôn. Đó là những câu chuyện mà những người bạn của Nhung đã kể trực tiếp cho Nhung nghe luôn. Cho nên là độ chính xác là cái mức độ mà thật của câu chuyện này là rất là cao. Và hoàn toàn Nhung tin tưởng những câu chuyện này là những câu chuyện có thật. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với những câu chuyện thật này nha mọi người nha. Rồi trước khi chúng ta bắt đầu những câu chuyện thì cũng không quên gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người. Mọi người thân mến, mỗi một ngày Nhung được ở đây và kể chuyện cho mọi người nghe thì Nhung muốn rằng ngày nào Nhung cũng sẽ gửi đến mọi người những câu chuyện. Rồi bên cạnh đó Nhung cũng sẽ gửi lời động viên và chúc sức khỏe cho mọi người để chúng ta cùng nhau quan tâm đến sức khỏe của mình, để chúng ta ai cũng được khỏe lên hết. Ngày hôm nay thì tiếp tục, bữa hôm trước thì Nhung đã nhắc mọi người về cái việc mà chúng ta uống nước nè. Chúng ta hãy uống nước đúng cách và uống nước đủ để chúng ta luôn luôn duy trì được cái sức khỏe tốt. Và bên cạnh đó thì dinh dưỡng, một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho mọi người khỏe hơn trong cái những ngày mà chúng ta cách ly. Sẽ không còn lâu nữa để chúng ta có thể được tiếp tục được tiếp tục mà cái công việc của mình á. Nếu mà trong thời gian cách ly mọi người đang tạm gián đoạn thì Nhung nghĩ là không xa nữa đâu, chúng ta sẽ được tiếp tục công việc của mình và mọi người sẽ có sức khỏe thật là tốt để chúng ta tiếp tục công việc và phát triển hơn nữa công việc của mình. Bữa trước thì nhắc mọi người uống nước rồi, bữa nay thì Nhung sẽ nhắc mọi người về cái vấn đề là chế độ dinh dưỡng. Chúng ta hãy giúp cho cơ thể mình ngày càng khỏe hơn. Cái cơ thể chúng ta giống như một cỗ máy sinh học rất rất là tuyệt vời. Cho nên mọi người hãy yêu cái cơ thể của mình, cho cơ thể mình có cái chế độ ăn uống thật tốt, chế độ nghỉ ngơi thật tốt, để chúng ta có một cái cơ thể thật tốt, để chúng ta hoạt động thật là tốt và đem lại cái kết quả công việc cũng thật là tốt luôn nha. Đó là những cái lời nhắc nhở của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện trong cái tập 8 của series Ở Nhà Kể Chuyện. Tập 8 của series Ở Nhà Kể Chuyện, Phương Nhung xin được kể cho mọi người nghe một câu chuyện về những cái vong linh, những cái kỳ bí, những câu chuyện bí ẩn ở trong cái một cái xí nghiệp. Và cái câu chuyện này thì Nhung xin được đặt tên là Xí Nghiệp Ma Ám. Cái xí nghiệp mà một cái xí nghiệp A, Nhung gọi cái xí nghiệp này là xí nghiệp A nha mọi người, bởi vì chúng ta không tiện để mà nêu tên những cái xí nghiệp này ra, tại vì người ta đang là những cái nơi mà đang là làm ăn, cho nên là những cái này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến những cái công ty, những xí nghiệp đó, cho nên là Nhung xin phép được giấu tên, cũng như những câu chuyện trước, và Nhung cũng xin được phép giấu tên các nhân vật mà ở trong những câu chuyện này luôn. Cái bạn này á, từ ở quê lên Sài Gòn để làm việc. Thì cũng giống như rất là nhiều những cái bạn trẻ ở dưới quê muốn đi lập nghiệp, thì bạn này đi lập nghiệp chung với những cái người đồng hương của mình. Thì những người đồng hương của mình cũng đi mỗi người một công việc, nhưng mà cuối cùng thì được cái may mắn là họ đã tụ họp lại với nhau và ở chung một cái nhà trọ và
và lại được làm chung một cái xí nghiệp. Cái xí nghiệp này là một cái xí nghiệp mà do người nước ngoài về đó đầu tư. Thì đa phần Nhung thấy là theo như Nhung được biết thì xí nghiệp của người nước ngoài đầu tư thì cũng rất là nhiều ha mọi người ha. Họ sản xuất những cái sản phẩm để có thể xuất khẩu qua nước ngoài, và hầu như các cái xí nghiệp mà sản xuất như thế thì họ thường hay công nhân cũng thường hay tăng ca. Công nhân thì thường hay tăng ca, mà đặc biệt là các bạn công nhân thì phải tăng ca thì mới có được cái tiền lương cao. Nên là khi mà làm việc thì hầu như các bạn ấy đều rất là muốn được tăng ca. Và cũng trong cái xí nghiệp A đó, trong một cái phân xưởng đó, cái xí nghiệp đó thì nó có tới 5 tầng, và cái phân xưởng đó thì nằm ở trên tầng 5. Cái phân xưởng đó nằm ở trên tầng 5 là cái chỗ mà người ta tăng ca nhiều nhất, là khu vực đó là khu vực rất là kiểu như là khu vực mà cái tầng 5 đó là rất hay tăng ca. Thì ngày hôm đó liên tục xảy ra những câu chuyện liên quan đến cái xí nghiệp đó. Thì cái bạn này là một cái bạn trong cái nhóm của những cái người mà ở dưới quê lên, mà được đồng ở chung với đồng hương đó, ở chung với đồng hương trong một cái khu nhà trọ và đi làm ở xí nghiệp đó. Xí nghiệp A này, bạn này lại làm ngay cái tầng 5 đó luôn. Thì khi mà bước vào làm việc thì cái bạn này lại được làm quen với rất là nhiều anh chị mà đi trước làm ở cái xí nghiệp đó. Phải nói đây là một cái xí nghiệp mà người ta cũng vì cái đồng tiền, vì cơm áo gạo tiền nên họ đã rất cố gắng để làm việc. Mặc dù ở đây liên tục xảy ra những câu chuyện không thể nào lý giải được. Và Nhung xin được phép đặt tên của cái câu chuyện ngày hôm nay, đó là xí nghiệp ma ám. Cái vụ việc bí ẩn đầu tiên, cái bạn này, bạn A này, vụ việc đầu tiên bạn này vừa mới đến cái tầng 5 đó làm việc. Thì trước kia bạn ấy làm ở tầng khác, nhưng mà do thời gian sau này là bắt đầu muốn có thêm thu nhập nên bạn ấy được chuyển lên cái tầng 5 đó làm để có thể tăng ca. Thì trong lúc mà đang làm việc giữa đêm thì bỗng nhiên cái một cái xí nghiệp dài vậy nè mọi người, thì bạn này làm ở khu vực bên đây, gọi là những cái chuyền bên đây. Tạm gọi là bên đây là cái chuyền A và bên đây là cái chuyền B. Chuyền bên này là cái chuyền mà làm bằng các thiết bị máy móc, còn bên đây là thiết bị làm bằng thủ công đó. Thì cái chuyền đó là cái chuyền in. Bạn này kể là cái chuyền này là cái chuyền in liệu. Bạn A này bạn kể lại là cái chuyền in liệu. In liệu tức là in những cái logo, rồi in các cái hoa văn này nọ lên cái nguyên liệu á, lên cái nguyên liệu mà để làm ra cái sản phẩm. Còn bên này là cái chuyện mai. Mai là bằng các cái thiết bị để mà như máy may hay là sấy nóng hay là gì đó, là nó nằm bên đây. Thì bỗng nhiên tất cả mọi người khi mà làm bên đây là chuyện bên đây á, trên cái tầng 5 này á, là cái chuyện bên đây mới là cái chuyện tăng ca, là cái người mà làm thủ công á là tăng ca. Còn cái chuyện bên này á, chuyện bên B này là không không có ai tăng ca hết, tại vì máy móc thì thường thường làm việc nhanh hơn con người, cho nên là họ làm đủ sản lượng rồi thì họ sẽ không tăng ca. Còn cái khu vực này là khu vực làm thủ công nên họ rất là cần người tăng ca. Thì buổi tối đóng lại cái khu vực bên đây, đã đóng cửa rồi, hoàn toàn là không có ai ở đó hết. Nhưng mà mọi người khi mà làm bên đây, tự nhiên bên đây bốc khói lên, ùng 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 cháy lên. Thì có thể là giải thích là do chập điện nên hệ thống nó bị phát cháy. Là mọi người lúc đó là rất là lo lắng, mà đang ở trên tầng 5 nữa, rất là lo lắng. Thế là bắt đầu những cái người mà quản lý á, những cái người mà quản lý họ mới bắt đầu xử lý.
nhưng mà được cái là đã được xử lý kịp thời do được phát hiện sớm, thì có thể giải thích là do những cái người mà đi làm ở đó người ta về người ta quên tắt thiết bị hay gì đó chẳng hạn. Đó là một lời giải thích một cách khách quan, nhưng mà những cái người bên cái chuyện mà Mai này nè, họ nói là khi mà xuống ca tất cả mọi người đều kiểm tra, nhưng mà nếu mà bạn nào mà có làm công nhân mà khu vực như vậy chắc mấy bạn sẽ hiểu là khi mà xuống ca thì chắc cũng có cán bộ họ cũng đã coi sóc rất là kỹ rồi, thêm nữa là mấy cái anh mà kỹ thuật rồi mấy cái người mà quản lý máy móc á, thì cũng có người trực mà. Thành ra là đó là một cái chuyện rất là hy hữu, lần thứ nhất. Tiếp theo lại là trong cái xí nghiệp đó, trong cái chuyện may đó lại xảy ra một cái vụ việc mà làm cho mọi người rất là hoảng loạn. Mọi người có tin là một cái chị mà chỉ có thể may lên cái tay mình luôn, cái máy may công nghiệp á, mà chị đó chỉ may lên tay mình luôn, may lên hết cái tay mình luôn, làm sao để có thể may được cái tay mình như vậy ta? Lại mọi người lại không thể nào giải thích được. Và cái lần mà cái chị này mà chỉ may lên cái tay của chị luôn á, thì cái ông mà gọi là quản đốc của cái xí nghiệp đó đã quản đốc đó là người nước ngoài, người Trung Quốc. Cái ông quản đốc đó ông đã đi lên ông nói chuyện rồi ông trấn an những cái người mà công nhân làm trong đó, thì đương nhiên quản đốc cũng có cái người phiên dịch để mà trấn an những công nhân rồi làm việc lại cho bình thường á. Đó là một câu chuyện tiếp theo xảy ra. Thì theo như cái bạn A này bạn ấy lại bạn A này bạn nói á, thì lúc này á bạn ấy cũng về kể lại cho các anh em các anh chị em mà làm chung với mình á, mà may mắn được làm chung một công ty á, là các cái đồng hương đó là may mắn được làm chung một công ty, thì cái bạn này bạn kể lại cho những cái người bạn ở ở trong cái phòng trọ của mình đó nghe. Thì bạn này nói là thật sự là tao cũng sợ quá, tao không biết làm sao, không biết có nên làm nữa không. Bây giờ không lẽ giờ đi kiếm công ty nào khác làm, chứ bây giờ nhìn vậy hoài sợ quá, bây giờ hai vụ rồi. Thì cái người mà trong nhóm bạn mà ở cùng phòng với cái bạn A này, tạm gọi là bạn H đi. Cái bạn H này lại nói, mày nói tao mới nói, là tao cũng mới thấy những cái trường hợp là cái thay vì cái bạn này làm ở tầng 5 thì cái anh này làm tầng 2. Thì cái anh A làm tầng 5 thì mới thấy những câu chuyện là hai câu chuyện rồi. Thì cái anh mà ở tầng 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 2 lại kể thêm nữa. Tầng 2 của anh này được gọi là cái tầng dập liệu. Tên của cái chỗ anh làm là cái tầng dập liệu. Là để Nhung diễn tả cho mọi người, thì tại vì cái bạn đó kể lại như thế nào thì Nhung kể lại như vậy. Thì cái anh H này anh kể là đây là một cái tầng, cái chỗ của anh làm là cái tầng dập liệu, tức là họ sẽ dùng một cái khuôn, tức là cái khuôn đó là rất là bén rồi sao ta, là lấy một cái sắt, ví dụ như cái liệu á, liệu là nguyên liệu á mọi người, là từng 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 sắp như thế này, cái nguyên liệu phô, cái nguyên liệu thô, cái nguyên liệu thô là nó là một cái mảng luôn, giống như da hay là vải gì đó, là nó nguyên một miếng vải vậy nè, vải hay da gì đó là nó nguyên miếng vậy nè, thì họ sẽ sắp lại thành một sắp như thế này và để vô cái máy dập đó và sẽ dập xuống. Đó là dập xuống là nó ra hình hài, ví dụ nó ra hình của một cái bông hay là nó ra hình của một chiếc hài hay gì đó là nó ra nguyên sắp vậy. Thì cái anh hát này anh kể á, anh mới nói là mày kể giờ tao mới kể, là bây giờ ở trên đó hai vụ rồi phải không, ở với tao mới có một vụ là cái anh này nè, trong cái quá trình ảnh dập liệu, tức là khi mà mình dập vô cái mình phải để cái nguyên liệu vô, sau đó thì khi mà mình để nguyên liệu vô về rồi, vô cái máy dập rồi, thì đương nhiên khi mình để ra rồi, mình để cái nguyên liệu ra vậy nè, rồi mình mới lấy hai cái tay mình ấy xuống, mà trong đó để xuống rồi cái công tắc bên đây nó sẽ có cái trợ lực để có thể dập được cái nguyên liệu này. Thì cái anh này á không biết cách nào luôn, không biết cách nào mà tự nhiên ảnh để cái nguyên liệu vô chưa gì hết luôn, để đang sắp 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 vậy nè, đang mới sắp 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 vậy đó, để ra cho mọi người dễ thấy, đang sắp 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 cái nguyên liệu vậy nè,
công tắc tự tự nhảy luôn, dập xuống. Thế là mọi người tưởng tượng đi, dập xuống như vậy thì nát cái tay luôn, nát cái tay luôn. Chưa dừng lại ở đó, rồi một bạn tiếp theo cũng ở chung phòng. Thì đương nhiên những người này lúc nãy Nhung vừa chia sẻ đó, họ là một cái nhóm đồng hương mà may mắn làm chung được một công ty. Thì anh này mới vừa kể xong thì lại tiếp theo một anh nữa. Cái chuyền á, tức là cái băng chuyền, mọi người tưởng tượng một cái băng chuyền, nó sẽ là những cái miếng miếng băng kiểu như là cái mảng gỗ hình chữ nhật liền liền nhau, để mà khi mà để nguyên liệu lên đây nè, thì họ để đây rồi băng tải nó sẽ truyền theo một cái dây chuyền làm việc á. Bạn nào làm công nhân, mà anh chị nào mà làm công nhân là chắc hiểu cái băng chuyền đó, là cái băng chuyền làm việc vậy nè, để xuống gỡ lên để xuống, tức là cái ịn xuống gì nè, là mình in rồi, mình in sản phẩm rồi, thì cái sản phẩm nó cũng có dính đây nè, thì họ sẽ gỡ lên. Thì trong cái lúc mà gỡ liệu lên rồi thì người ta sẽ có một cái chỗ là dán liệu xuống rồi gỡ lên rồi máy tiếp tục in xuống đó. Cái băng chuyền nó làm việc như vậy đó. Một cái chị công nhân gỡ liệu không biết cách nào, là chị này chị lại thấy cái máy in á, là lúc mà mình in xuống á thì cái bàn chuyển này nè, cái bàn băng chuyền này nè, nó chuyển xuống tới đây thì cái máy in trên đây nó dập xuống. Rồi tiếp theo in xong thì chuyển qua một cái máy khác, thì cái chị kế bên chị sẽ gỡ cái miếng liệu này lên. Thì trong cái lúc mà in á, thì cái chị mà kế bên đây nè, chị mới nói là ủa hình như cái máy in á, cái bàn in á nó bị dính á, nó bị dính cái gì hay sao mà in nó bị lỗ rồi nè. Thì tất cả mọi người thấy vậy là mọi người mới ngưng lại, ngưng nguyên cái hoạt động của chuyện lại, tức là tắt máy. Tắt máy để ngưng lại để vệ sinh cái chỗ mà cái khuôn á, cái khuôn in, tức là vệ sinh cái khuôn in rồi mới tiếp tục in tiếp. Thì lúc này mọi người đã tắt máy hết hoàn toàn. Thì lúc này mọi người tắt máy rồi thì bắt đầu là chị này chị mới nhìn cái khuôn mà để in xuống cái sản phẩm á, thì chị thấy có một miếng bụi. Thì chị này chỉ mới gỡ ra, tức là khi mà dỡ lên thì cái bàn in nó sẽ nằm ở trên đây này, trong cái tầm mắt của mình để mình có thể nhìn lên và mình thấy cái quá trình mà chị này chỉ đang gỡ gì nè. Mọi người biết không, tự nhiên cái tự động luôn, tự động là cái máy này nó khởi động và nó in dập xuống luôn. In dập xuống làm cho chị này cái tay của chị á, cái lỗ tai của chị á ấy xuống ở đây, là bị cái băng chuyền á, bị cái băng chuyền nó cắt ngang luôn, cắt đứt lỗ tai. Thì mọi người thấy nè, chỗ này nè, cái băng chuyền đây là hai cái miếng gỗ của băng chuyền nó khác nhau vậy nè, thì nó sẽ ráp lại vậy để khi mà nó đi là nó sẽ kiểu như dít dắt vậy nè. Thì lúc mà bạn ấy tới cái khu vực đó thì nó sẽ hơi có hở gàng miếng vậy nè. Thì khi mà dập xuống từ cái băng chuyền, từ cái miếng in dập xuống ngay cái đầu của chị, dập xuống như vậy thì cái này nó nằm ở đây, nó chạy tới gì đương nhiên nó ấy lên thì nó cắt đứt lỗ tai chị luôn. Mà trong lúc đó hoàn toàn không có người nào, không hề có một người nào khởi động máy hết, mà cái máy nó lại tự khởi động. Bắt đầu mấy người ngồi trong cái phòng lúc đó nghe câu chuyện của từng người kể lại, thì sao tự nhiên rất nhiều những câu chuyện xảy ra vô lý như vậy. Thì ngày hôm sau thì quản đốc lại xuất hiện ở trong các cái dãy mà các cái tầng làm việc á. Thì cái ông quản đốc này ổng lại cúng, ổng nhờ thầy cúng, một người thầy cúng của Việt Nam lên cúng, là để bánh trái ở trên từng cái chuyền để mà cúng. Thì cái quá trình cái ông này, ông quản đốc này ông cúng xong thì nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đó, là coi như là cúng thì cũng họ cũng rất là tâm linh. Mà mọi người biết không, nếu nói về những cái vấn đề tâm linh, Dung nghĩ người Trung Quốc rất là duy tâm, họ khi mà làm việc họ rất là kỹ, thành ra là khi mà liên tục xảy ra những câu chuyện như vậy thì họ rất là sợ và họ đã tìm đến thầy cúng để cúng. Thì khi mà cái ông thầy cúng này ông cúng như vậy xong, mọi chuyện còn chưa dừng lại, lại tiếp tục là cái bạn A này nè,
Thì khi mà mọi người ở nhà kể kể chuyện xong rồi thì ngày hôm sau vô thấy quản đốc ổng đi cúng thì nghĩ là an tâm rồi, nhưng mà không ngờ lại tiếp tục một chị công nhân trên cái chuyền mà in đó, trên cái chuyền in đó. Thì hôm trước cái chị kia là tự động khởi động máy lên rồi bị dập cái đứt cái lỗ tai thì nghe là đã sợ rồi. Thì ngày hôm nay bạn này chính mắt, cái bạn này chính mắt cái anh A này chứng kiến, chứng chính ảnh chứng kiến cái chị kia cũng là khi mọi người đã giải lao, mà trên cái chuyền đó luôn, trên ngay cái chuyền máy đó luôn mọi người đã giải lao, chị này cũng ngồi gỡ gỡ liệu. Tức là khi mà máy móc đã dừng lại hết rồi, nó vẫn còn một cái miếng liệu ở trên đó, tức là vẫn còn một miếng nguyên liệu ở trên đó là cần phải gỡ ra. Thì khi mà dừng lại hết rồi thì chị này tắt máy xong rồi thì mọi người bắt đầu xúm lại gỡ liệu xong hết trơn. Thì giờ cái chị này là cái chị ở dãy cuối cùng á, ở ở chuyền ở cái người cuối cùng á, thành ra là chỉ thấy còn sót một miếng và chỉ đã đưa tay vô chỉ gỡ. Một câu chuyện đã cái sự việc lại lặp lại nữa, lại khi đã tắt máy hết, mọi người đi hết, chị này là người cuối cùng, lại tắt máy xong mọi người bước ra, chị này vẫn còn đưa tay vô gỡ lên một lần. Chị này chỉ đưa tay vô gỡ lên một lần thì lại chính cái chỗ cái băng chuyền đó cắt đứt ngón út tay, cắt đứt hai ngón này, tức là khớp này và cái khớp này. Là khi mình để cái tay xuống mình đặt xuống như này, chị này sọt vô sao mà đúng đúng ngay cái đó đó, đúng ngay cái rãnh đó đó, mà đã nghĩ là chỗ đó là đã. Mà chị này thì có thể nói giải thích một điều là chị vô ý, nhưng mà khi mà cái chuyền đã tắt máy rồi mà tại sao lại vô, ví dụ như mà đã tắt máy rồi thì chị này chắc nghĩ là tắt máy rồi nên chị cũng sơ ý, mà khi mà chị đã sơ ý chị để vô thì cái tự nhiên lại 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 chạy cái băng chuyền lại chạy tiếp, và chị này chị để tay vô thì làm đứt hai lóng tay, ngón này một lóng, ngón này hai lóng, là chính mắt cái anh A này chứng kiến, chính mắt anh A này chứng kiến. Và cái đêm đó khi mà xảy ra sự việc đó rồi thì mọi người mới ngồi súng lại với nhau, mọi người bắt đầu súng lại với nhau để nói chuyện. Thì quá trình mà cái anh này thấy cái chị kia đứt tay như vậy đó thì bắt đầu cũng lo lắng trong lòng, rất là lo sợ, và khi mà ngồi lại nói chuyện với mọi người thì lại càng lo sợ hơn. Mọi người, cái khu vực đó là cái khu vực truyền in cho nên là nam nữ có làm chung với nhau, nhưng mà số lượng nam rất là ít, anh này cũng là một trong những anh số lượng ít của nam, do là cái này là cái truyền in nên nam nữ đều có thể làm được công việc in, thành ra là làm chung. Thì khi mà cái giờ giải lao á, thường làm buổi tối thì sẽ có 30 phút giải lao. Anh này anh kể là khi mà mọi người giải lao thì ảnh mới hỏi chuyện mấy chị mà đã từng làm trước, mấy chị này mới kể lại. Thật sự ra là ở đây có một cái vong nữ bị tự tử ở trong nhà vệ sinh. Cái vong nữ này á, không biết vì cái lý do gì, không biết vì lý do gì mà các bạn cái người nữ đó đó lại vô trong nhà vệ sinh và tự tử một cách thần, kiểu như là một cách thần không biết quỷ không hay, là cứ nghĩ là chị này là không đi làm nữa. Thì do là ban đêm chị đó làm xong thì chị vô đó và chị chết ở trong nhà vệ sinh luôn, nhưng mà mọi người không hề biết chị có ở trong đó. Và đến khi mà cái người dọn dẹp nhà vệ sinh phát hiện là có mùi hôi, rồi thấy cái cánh cửa đó suốt sao mà không ai mở hết, mà mình đi ra đi vô mình dọn dẹp vệ sinh sao cánh cửa đó cứ đóng hoài, cánh cửa phòng vệ sinh nó cứ đóng hoài, là cái cô mà quét dọn nhà vệ sinh đó mới là kiểu như là liều xô đại vô coi có gì mà xong mà đóng cửa không ấy, nghe vừa nghe mùi mà dạ lại vừa vừa nghe mùi mà lại vừa ấy nữa. Có thể là do cái quá trình mà những cái công ty ngày xưa người ta cũng ít có bảo vệ ở tầng dưới thôi, còn các tầng trên thì thiếu sót trong cái khâu kiểm tra và không ai để ý đến cái chị này, tại do chỉ làm đêm mà ban đêm thì lại cái khâu mà kiểm người á giống như nó cũng hơi hạn chế, thành ra là chị này chị đã chết ở trong cái nhà vệ sinh đó, và chị này là cái người làm việc ở cái chuyền đó mà chẳng biết là chị này vì cái lý do gì mà mất mà chết.
đến khi mà nghe những cái người mà đã từng làm việc ở đó kể lại cái câu chuyện đó, thì cái anh này đến tột cùng của sự sợ hãi, và anh nói là không biết sao tự nhiên thời vừa nghe câu chuyện đó rồi liên tưởng đến những cái chuyện mà xảy ra liên tục như vậy, tai nạn lao động xảy ra liên tục như vậy, thì anh này hoảng loạn, kiểu không phải là quá hoảng loạn mà anh này trong lòng cứ luôn thấp thỏm lo sợ đó. Rồi thấy là quản đốc cũng đã lên cúng kiến các thứ đã làm vậy mà vẫn tiếp tục xảy ra, rồi thêm những cái chị mà kể lại về câu chuyện của một cái nữ công nhân mà đã tự tử chết ở trong cái phòng vệ sinh. Cái chị kia cũng có một chị đã làm chung với cái anh này trong lúc mà kể lại, bởi vậy chị mới nói là bởi vậy sao mà tôi không hiểu sao mà tự nhiên hồi đó giờ thấy đi vệ sinh toàn rủ nhau đi không mà, chứ không ai mà dám đi một mình, ban đêm là không dám đi vệ sinh một mình, mặc dù cái xưởng đó là cái vệ sinh này. Mọi người tưởng tượng đây, cái chuyện làm việc mỗi chuyện gì vậy, vậy là liền với cái nhà vệ sinh kế bên, là chỉ bước qua 2-3 bước là tới cái nhà vệ sinh rồi, nhưng mà đi ban đêm là vẫn rủ nhau đi chung chứ không dám đi một mình, bởi vì đi vô trong cái nhà vệ sinh là từng có người bị nhốt ở trong đó, tức là khi mà vô nhà vệ sinh rồi mọi người đi vô xong rồi đi ra không được, bị đóng cửa, bị nhốt trong đó, mà rất là nhiều những lần như vậy. Cho nên là sau này mấy chị kể là khi mà đi vô trong nhà vệ sinh đó rồi là không dám đi một mình nữa, đã đi là phải đi có nhiều người rồi xong rồi chờ nhau đi ra chứ không dám đi một mình. Nhưng mà do cái công việc rồi do những cái nói chung là do vì cái cơm áo gạo tiền nên họ rất là sợ. Rồi tiếp theo khi mà anh này anh nghe tới câu chuyện đó rồi anh kể tiếp ảnh về anh kể tiếp cho cái nhóm người mà những cái anh mà ở chung cái phòng trọ của ảnh mà làm chung công ty, thì tiếp theo thì cái anh khác, một anh khác lại kể nữa. Thì mà khi mà nghe câu chuyện một cái nữ công nhân mà tự tử ở trong nhà vệ sinh ở trên đó là mọi người đã rất là sợ rồi, thì cái anh tiếp theo nữa, mình tạm gọi cái anh đó là anh tên T đi, anh tên T này, anh lại kể là cái không biết là cái chuyện này nó có liên quan gì tới chuyện trên kia không, mà bây giờ tới cái chuyện của anh này nữa. Anh nói là cái chuyện của ảnh á, cái khu vực của ảnh làm việc á, là công ty á, sẽ đưa những cái đồ mà cũ á, những đồ cũ để mà vệ sinh các cái loại máy móc á, giống như là anh này anh làm khu vực bảo trì hay sao đó, là phải lau dầu nhớt này kia nọ đó, là công ty hay chở những cái bao tải đồ đạc á, thì cái bao tải đồ đạc này là những cái bao đồ giống như đồ đồ sida mà đồ người ta bỏ vậy đó mọi người, để làm cái việc là vệ sinh, là vệ sinh dầu nhớt hay là gì đó, là máy móc rồi đó, mấy cái thiết bị mà nó hay bẩn hay bị bẩn, là cái anh này ảnh làm cái công việc ở trong đó, và có một cái anh đồng nghiệp làm công việc trong cũng là làm khu vực đó luôn. Thì anh này anh kể lại tự nhiên bữa cái anh đó lại vô chia sẻ lại, là nói là trời ơi ghê quá bay ơi, giờ không dám đụng vô mấy cái đồ này nữa đâu, bữa tao đụng vô là tao mới lấy một cái áo, là bữa đó là tao vô tình tao lấy một cái áo là để tao lau cái máy, thì tối lại tao bị một cái vong về là đè lên, là bị vong đè, kiểu bị ma đè đó, là anh kể lại là về là bị ma, tối ngủ bị liền luôn, là nói trả áo lại cho tao, trả áo lại cho tao. Anh này anh có biết gì đâu, tới hồi anh nhớ lại là anh mới nhớ lại là cái áo trong cái bao đồ cũ đó là để mà vệ sinh đó, vệ sinh máy móc đó, là anh mới hoảng hồn, lúc này là mới sợ. Rồi cái anh A này nè, cái anh A này khi mà anh nghe quá nhiều những câu chuyện liên quan đến cái xí nghiệp, thành ra ảnh đã tự động nghỉ việc luôn, ảnh bỏ luôn, ảnh nghỉ luôn là đi xin công việc chỗ khác, tại vì những cái chỗ kia thì còn ít, mà tự nhiên cái chỗ cái xưởng của mình á, chỗ lại xảy ra quá nhiều câu chuyện mà liên quan đến những cái câu chuyện mà bí ẩn không giải thích được, mà lại có cái vụ án của cái cô ra nữ cái cô nữ công nhân mà tự tự tử trong nhà vệ sinh nữa, nên ảnh rất là sợ, và cuối cùng thì ảnh đã xin nghỉ việc chỗ đó và tìm một cái công việc khác. Mọi người thấy đó,
rất nhiều những câu chuyện bí ẩn xảy ra, kiểu như là tai nạn lao động, rồi những khi mà tắt máy rồi mà cái đã mọi người đã tắt máy và không còn ai đó rồi, nhưng mà cái máy nó vẫn tự khởi động, làm cho người ta kiểu như rất là lo sợ. Nhưng mà những người ở lại phải nói là họ vì cái đồng tiền, họ vì cơm áo gạo tiền, vì công việc ổn định nên họ mới chấp nhận cái nỗi sợ đó, và hầu như chắc là cũng chưa có ảnh hưởng gì đến họ nên họ cũng rất là cố gắng để làm việc. Còn riêng anh này thì ảnh thừa nhận là bản thân mình cũng hơi 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 nhát á, thấy sợ quá, thấy những cái vậy đó nên ảnh sợ quá cho nên là ảnh xin nghỉ việc. Thì câu chuyện của ngày hôm nay là một cái câu chuyện liên quan về một cái xí nghiệp mà xí nghiệp ma, xí nghiệp bị ma ám. Nhung thì trên những cơ sở đó nên là Nhung đặt tên cho câu chuyện ngày hôm nay là Xí nghiệp ma ám, cho tập 8 của series Ở nhà kể chuyện. Rất cảm ơn các bạn mà đã cho Nhung biết về câu chuyện này, và rất là mong mọi người sẽ có thêm những câu chuyện tiếp theo nữa để gửi về cho Nhung, để Nhung có thể chia sẻ những câu chuyện này cho nhiều hơn mọi người biết về một khía cạnh của đời sống tâm linh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta làm việc thật là tốt. Không chỉ là ở nhà cách ly mà chúng ta vừa cách ly chúng ta cũng có thể vừa làm được những cái công việc mà mình thích. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và tập 8 cũng xin được khép lại tại đây, và chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở tập tiếp theo của series Ở nhà kể chuyện cùng Cổn TV. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại mọi người nha.